Huyệt đại cốt không. Huyệt đại cốt không là huyệt ngoài kinh, kỳ huyệt, ký hiệu EXUE5. Vị trí huyệt đại cốt không. Huyệt đại cốt không nằm ở mặt lưng của ngón tay cái, ở giữa khớp liên đốt, đốt gần và đốt xa. Cách lấy huyệt đại cốt không. Tương tự như cách lấy huyệt tiểu cốt không, cách lấy huyệt đại cốt không rất đơn giản. Mời bạn quan sát và cùng thực hành với tôi. Đây là bàn tay trái của tôi. Tôi sẽ lấy huyệt đại cốt không trên bàn tay trái này. Cách xác định huyệt đại cốt không trên tay phải cũng tương tự. Đây là ngón tay cái. Như ở các video trước tôi đã nói rõ, khác với 4 ngón còn lại là chúng có 3 đốt là đốt gần, đốt giữa và đốt xa. Riêng ngón cái chỉ có 2 đốt là đốt gần và đốt xa, không có đốt giữa. Như vậy, đây chính là liên đốt giữa đốt gần và đốt xa của ngón tay cái. Đây là lòng bàn tay. Đây là mu bàn tay và cũng còn được gọi là mặt lưng của bàn tay. Do đó, đây chính là mặt lưng của ngón tay cái. Khớp liên đốt, đốt gần và đốt xa này của ngón tay cái, nếu ta hơi gập ngón tay cái như thế này, thì đây chính là đỉnh của khớp. Ở trên mặt lưng giữa đỉnh khớp này chính là vị trí của huyệt đại cốt không. Đây là đỉnh khớp liên đốt, đốt gần và đốt xa của ngón cái. Ở chính giữa đỉnh khớp, mặt lưng của ngón cái, chính là vị trí của huyệt đại cốt không. Huyệt đại cốt không. Huyệt đại cốt không, EXUE5. Theo đông y, huyệt đại cốt không có tác dụng trấn hỏa khí, giúp dịu mắt và sáng mắt. Huyệt đại cốt không thường được áp dụng điều trị các chứng rối loạn mắt, các chứng nôn mửa và tiêu chảy, v.v. Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin chi tiết hữu ích liên quan đến huyệt đại cốt không trong các kênh thông tin khác nhau của Vicodo. Chúc bạn sức khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.